chào mừng tất cả các cô chú anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an nha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô thuộc Lai Hưng màu vàng Bình Dương để cho tất cả những cô chú anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc là mình muốn mua đất xây nhà thì cả nhà hãy xem hết video này nha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Lô đất này là lô đất dân nha cả nhà. Vị trí bắt đầu từ cái mép nhà bên này đến vị trí cái mép tay em chỉ là ngang 5, dài 35, dài tới cái bờ tường gạch đằng sau luôn nha cả nhà. Tổng là 175m², có 100m thổ cư, sổ sẵn, mặt tiền đường nhựa 5m. Đất bằng phẳng, vị trí rất là đẹp luôn ạ. Đường này là đất này là đất dân chứ không phải là đất tái định cư. Và đất này thì chúng ta xây dựng tự do là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta xây là mặt tiền đường nhựa luôn, đường thôn nha cả nhà. Chạy thẳng ra đây chạy ra mà trường tiểu học á, thì khoảng tầm 700m thôi, rất là gần. Dân cư ở đây cũng rất là đông rồi. Và đường này là đường thông nha cả nhà, thông ra đi lên khu công nghiệp màu vàng. Từ vị trí của lô đất này mà chạy lại với khu công nghiệp Bầu Bàng thì khoảng hơn 1km thôi nha cả nhà. Rất là gần luôn. Thì chúng ta nhìn lại lô đất này thêm một lần nữa này. Vị trí từ cái cột mốc bên này đến vị trí tay em chỉ là ngang 5, dài 35, dài tới cái bức tường phía đằng sau. Tổng là 175m, có 100m thổ cư, sổ sẵn. Vì thế tất cả các cô chú anh chị và các bạn muốn đầu tư lô đất này thì cả nhà hãy kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin nha. Lô đất này đợt trước giá thị trường là 1,750 tỷ, nhưng mà do thị trường xuống nên là chủ hạ giá ha. Và bây giờ em sẽ lên xe em quay một vòng để cho cả nhà xem và hình dung nha. Từ vị trí của lô đất mà chạy lại với trường tiểu học Lai Hưng á, thì khoảng tầm 800m thôi, rất là gần. Và trục đường này á là trục đường 5m nha cả nhà. Đất là đất dân. Ngày xưa em rất là thích đầu tư với những cái lô đất như thế này, bởi vì đất dân á, giá trị nó gia tăng nhiều hơn so với đất tái định cư nha cả nhà. Bởi vì cái giá nó không theo khung, còn đất ở trong tái định cư là giá theo khung. Tại vì khi mà khách hàng đi mua thì giá theo khung rồi. Còn đất dân thì đôi khi khách hàng bán á thì cũng theo giá của khách đưa ra nha cả nhà. Vị trí cũng dễ đầu tư nữa, dễ bán. Nên là từ vị trí mà ra đây chính là đường HL601 này, dân cư buôn bán rất là đông đúc luôn, rất là sầm uất. Và phía đằng trước chúng ta là trường tiểu học Lai Hưng rồi, rất là gần đúng không ạ? Đây, vị trí này chính là trường tiểu học Lai Hưng nha. Nên là từ vị trí mà ra những cái tiện ích xung quanh rất là gần. Nên là tất cả các cô chú anh chị và các bạn, những ai mà mong muốn đầu tư lô đất em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo cái số điện thoại em ghi trên video, hoặc là kết bạn Zalo thì em sẽ gửi thông tin sổ sách để cho tất cả các cô chú anh chị và các bạn mình xem nha. Vị trí này ra với trường quốc lộ 13 thì cũng rất là gần thôi, khoảng 700-800m nữa là ra tới quốc lộ 13 rồi. Tiện ích xung quanh đầy đủ. Vì thế tất cả các cô chú anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã chú ý.